Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của Lê Minh. Buổi sáng từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Cuộc sống ở quê nhà buổi sáng rất là nhộn nhịp và tấp nập. Đây là điều mà rất là đáng mừng. Các bạn thấy khi cuộc sống của người dân họ vẫn họ nó cái sự sung túc nó trong cái cuộc sống như vậy nó mang lại cái xã hội rất là tốt, cho nên xã hội thì nó luôn có người này người nọ, không ai giống ai. Nếu cuộc sống chúng ta biết đủ thì nó sẽ đủ, nếu chúng ta biết hài là hài hòa và chung tay nhau mà xây dựng cuộc sống, phấn đấu lên tùy theo cái khả năng và cơ hội của mình. Chứ không phải mỗi thứ kia là phải than vãn trách móc, thì những cái hạng người đó nó không bao giờ lớn nối thành người, anh chị các bạn à. Những hạng người như vậy thì họ sống ở bên ở đây thì cứ ngồi ở đây thì cứ trông về núi bên kia, qua núi bên kia rồi bắt đầu trông về núi bên nọ, nó không bao giờ đủ cho họ chứ, và họ sẽ không mãi mãi bao giờ hài lòng với những gì mà họ có nữa. Và những người đó họ sống lòng của họ luôn luôn ganh tị. Cho nên các bạn thấy hôm nay sáng sớm mình lướt Facebook mình thấy câu chuyện của ông Thái Bá Tân. Ông này cũng là già rồi nhưng mà có cái đầu óc nhưng mà rất là lú lẫm. Người ta nói rừng càng già càng cay, nhưng mà mấy cái hạng người như Thái Bá Tân đó, quý vị thấy đó, nó càng già nó con người nó trở nên bế tắc, bởi vì họ cứ than vãn trách móc và cứ đi bới lông tìm vết, vạch lá tìm sâu. Họ đi tìm cái sự gọi là perfection, cái sự gọi là hoàn hảo của cuộc sống. Ở trên đời này làm gì có sự hoàn hảo cuộc sống, nó không có, mà nó chỉ có cái sự gọi là người ta làm cho nó tốt hơn và tốt hơn thôi. Bởi vì bản chất của con người nhân vô thập toàn, lòng tham con người thì vô đáy, ai biết đủ thì nó sẽ đủ, còn không thì nó cứ sân si suốt. Lúc thì lâu lâu thì ông tuyên bố là ông sẽ bỏ Facebook, rồi nào là không có công kích đã phá xuyên tạc chống phá nhà nước Việt Nam, thì và vài hôm lại cũng lại ngựa quen đường cũ, tánh nào tật nấy thì cũng quay qua bắt đầu xuyên tạc chống phá. Bởi vì những người này họ gọi trong tiếng Anh gọi là họ bị mental illness, họ bị cái sự xáo trộn trong cuộc sống của họ mà họ không theo kịp với thời đại, với thời đại văn minh của con người, họ theo không có kịp, họ cứ lẩn quẩn lanh quanh ở những cái sự gọi là ganh tị ghen ghét. Mặc dù ông ta là một người cũng phải gọi là trí thức chứ không phải là vợ, nhưng mà đối với tôi những cái hạng người như Thái Bá Tân thì nó gọi là trí thức nửa mùa. Bởi vì tôi đấu tranh trên không gian mạng này mấy chục năm rồi, tôi gặp cũng khá nhiều những cái hạng người như vậy. Khi họ lên mạng bắt đầu họ ảo tưởng về quyền lực, ảo tưởng về chính trị, họ bị những cái tụi mà chống cộng ở hải ngoại nó dẫn dắt, nó đưa họ đi vào những cái ma hồn trận bằng những cái công nghệ thông tin cao đó, nó cắt đầu này nó ghép đầu nọ đó, rồi bắt đầu quay ra xuyên tạc chống phá đất nước. Nhưng họ không nhìn thấu đáo được trong hoàn cảnh lịch sử của bất cứ mọi quốc gia hay là cơ chế nào, nó cũng có cái thời kỳ của nó. Cho nên khi mình sống ở cái thời bình, đất nước đang đổi mới và phát triển, mình phải cùng chung tay nhau góp một tiếng nói, góp phần xây dựng cái đất nước, xã hội và cái cơ chế nó ổn định hơn, để những cái tầng lớp trẻ, những người mà người ta có kiến thức hay những cái người mà lão thành cách mạng, người ta
luôn ngày đêm chuyên tâm để làm sao cho đất nước được bền vững và người dân, cuộc sống người dân hạnh phúc ấm no hơn. Các bạn thấy, nhưng mà đáng tiếc cho những thành phần như những con người như ông Nguyễn Bá Tân, tôi gặp hơi bị nhiều. Những tuyên bố của ông ta nó giống như là những trò hề. Các bạn thấy giống như thằng Ngô Bảo Châu cũng vậy. Học hành có được chút kiến thức rồi là bắt đầu đi ra hải ngoại, tiếp thu được những cái thông tin mà xuyên tạc của những cái tụi chống phá đất nước, rồi bắt đầu quay qua chửi chế độ, xuyên tạc những người lãnh đạo, những lãnh tụ. Từ một cái người trí thức, họ tự chuyển hóa, họ thành những kẻ lưu manh buôn chính trị. Bởi vì chính trị nó là những cái sự rất là mâu thuẫn trong một cái xã hội. Cái đó là quy luật của cuộc chơi chính trị thôi. Hàng đời nay trong cái vấn đề mà chính trị nó mâu thuẫn chồng chéo của những quốc gia và của những trong cái quốc gia này quốc gia nọ và trong cái xã hội của con người nó cũng vậy. Không có chính trị nào mà nó hoàn hảo cả, mà người ta cứ phải đấu tranh trong chính trị để tìm ra những cái phương hướng tốt hơn. Và ai sai đến đâu thì cứ xử đến đó. Các bạn thấy ở Việt Nam, các vấn đề mà chính trị nó bị không có chuẩn mực thì nó được Trung ương như Bắc Trọng làm rất là tốt, tôi thấy rất là quyết liệt, không có dùng cấm. Còn ở những quốc gia tư bản thì sao, có thằng nào đi tù đâu, từ thằng tổng thống cho đến thằng bộ trưởng, thằng làm sai xong rồi ôi từ chức, tôi từ chức lãnh mớ tiền rồi về hưởng thụ cuộc sống đó, rồi bắt đầu gọi là hạ cánh an toàn, rồi bắt đầu dùng những cái kinh nghiệm chính trị mà mâu thuẫn họ đã từng hoạt động, bắt đầu viết sách rồi đi rao giảng những cái chính trị của họ để đặng mà họ bán sách kiếm cơm, rồi họ đi trình diễn thuyết trình đồ, được mời gọi của chỗ này chỗ nọ để đặng được trả những cái đồng lương rất là lớn. Các bạn biết ngay cả những bài diễn thuyết của bà Clinton hay ông Clinton hàng trăm ngàn đô la, chứ không phải là mỗi một bài diễn thuyết của họ. Họ đi, tôi nói có những cái lúc giá lên cả triệu đô hái ra tiền, chứ không phải là giỡn. Trong khi đó Clinton từng vi phạm hiến pháp của nước Mỹ, vẫn sống một cuộc đời gọi là trong nhung lụa, hết nhiệm kỳ rồi người dân Mỹ phải đóng thuế nuôi hết đời luôn. Các bạn biết bên Mỹ mấy hàng chính trị mà đứng ở cái những bộ ghế của nó, quyền lực của nó, nuôi nó cả hết đời, cung phụng về an ninh cho nó, cho bọn họ, chứ không phải như ở Việt Nam đâu. Các bạn thấy, bởi có nhiều người ở trên mạng xã hội này họ không có tiếp cận được những cái thông tin đa chiều, rồi ngay cả những hội nhóm tự phát cũng vậy, lên trên này yêu nát yêu nước, ôi màng đất ơi, đấu tố nhau đấu tố nhau mà tôi thấy tôi ớn chờ đậu luôn. Đấu tố nhau rồi tờ bà quân ta với quân mình gọi là đánh nhau làm thành những cái trò hề cho những cái tụi Việt Tân chống cộng ở hải ngoại, những cái đám cờ vàng, mấy cái đám mà kênh YouTube của tụi nó chống cộng kiếm cơm nửa mùa ở hải ngoại, nó ngồi đó nó biên nó soạn nó lấu nó lấy đầu gà đít vịt nó ghép lại cái đám chính trị trong và ngoài nước, toàn cái đám chính trị mà gọi là nửa mùa đó, toàn là treo đầu dê bán thịt chó, lấy đầu gà đít vịt ghép vô, giống như ông Thái Bá Tân này vậy. Mượn những cái vần thơ rồi nhờ những cái sự nổi tiếng một thời nào đó
tận một thời nào đó, khi mà những cái giới trẻ hay những người người ta yêu mến những cái vần thơ của ổng, các bạn thấy rồi khi buổi xế chiều rồi giống như là sống trong sự cô quạnh, bắt đầu gia nhập được cộng đồng mạng, bắt đầu quay lưng ra xuyên tạc chống phá Việt Nam, họ lên đó họ bị ảo rất là nhiều. Ngay cả cái ông mà ông Trọng, ông Phạm Đình Trọng, ông gì đó, ông ba tôi chia sẻ, hôm kia tôi chia sẻ bài trước đó, các bạn thấy ca ngợi nền dân chủ của chủ nghĩa tư bản và Facebook tân bốc nó chèn được ơi, nó nhục như con cá nục những cái thành phần đó. Họ bị ảo tưởng các bạn à, họ sống trong cái sự họ vừa mới cập nhật được những cái công nghệ cao đó, họ tưởng đâu là ghê gớm lắm. Bởi vì cái cuộc sống con người ta, nhất là cái những cái người dân Việt Nam ở trong nước mà họ còn có cái sự rất là mù mờ. Tôi về tôi sống, tôi tiếp cận với lại những người dân, chàng ơi, có nhiều người họ nói chuyện, họ bị mấy cái đám chống cộng ở hải ngoại cho ăn bánh vẽ không à, rồi quay qua bắt đầu ca ngợi chế độ cũ. Ngay cả một số nhóm người trong nước bây giờ mặc ba cái đồ chợ trời người ta bán, rồi bắt đầu ở nước ngoài đem về mặc vô, rồi đội bánh tiêu bánh ít, rồi nồi ơi son chảo bù lon con tán đội lên, rồi bắt đầu đi ra ngồi lên xe jeep đồ làm ghê gớm luôn. Thấy mà ớn chè đậu mấy ông này, tôi nói họ bị sao á, cái xã hội bây giờ người ta dễ bị ngáo chính trị lắm, họ bị ngáo cái quyền lực của họ ở trên cái không gian mạng này, rồi một số những người lên trên này yêu nước, những cái thằng Nguyễn Trọng Nghĩa rồi những cái tên gì Lê Chỉnh, Lê Hoài Nam đúng vậy, các bạn thấy yêu bác yêu đảng nhưng mà họ rất là ngu muội, họ không có đặt cái lợi ích quốc gia lên trên. Khi họ bị tấn công về những cái sự việc của họ, họ quay qua họ cai cú, họ chống đối một cách rất là khùng điên, rồi bắt đầu ra sức đủ mọi kiểu ấy. Các bạn đó, cái nền tảng đạo đức họ không có trong cái vấn đề mà chính trị, nói chính trị đã khó, làm chính trị đã càng khó. Nghe cái giọng đọc của thằng Trịnh Lê Hoài Nam thì nghe nó phơ phơ nhưng mà tìm hiểu về con người của nó, hay thằng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng vậy, các bạn thấy toàn là chính trị nửa mùa không à. Có kênh, nó có kênh YouTube, làm thì đến view, ra có bao nhiêu view, tháng này kiếm được nhiêu tiền, sống thì nó còn bị lệ thuộc vào vật chất, mà lên mạng thì chính trị chính em thì bắt đầu họ bị ảo, họ sống trong cái sự ngu muội của họ, họ luôn tỏ ra tôi là người gọi là trung tận trung với quốc, tổ quốc sẵn sàng hy sinh, nhưng mà mấy ông này mà khi đất nước lâm nguy thì thôi, cũng phản bác, phản đảng, phản quê hương, phản dân tộc rồi. Tôi gặp trên mạng thì hơi bị nhiều nữa, mấy tên nằm trong quân báo rồi đồ cũng vậy, đi qua được Đức, qua được trời Tây, rồi bắt đầu quay qua phản đảng phản bác họ, cái nền tảng đạo đức chính trị của họ không có, họ chỉ ngông cuồng tự đại tự phụ, họ không học được cái tấm gương đạo đức của bác, sáng ngời của bác, anh chị các bạn, họ không học được. Bởi vì các bạn thấy bác ra đi tìm đường cứu nước, hơn 30 năm khi bác trở về, bác đã có những cái kiến thức tinh hoa rất là hay để làm sao cho đất nước, làm sao mà kêu gọi được nhân dân hai miền cùng chung nhau thống nhất quê hương. Các bạn thấy như anh Nguyễn Văn Chổi, tôi là người cộng sản, tôi xin được chết cho quê hương, cho tổ quốc. Còn mấy ông hôm nay cũng nói tôi là người cộng sản,
tôi xin chết cho kênh kênh YouTube hay tiền đồng tiền của tôi. Đấy, không có cái đó là tôi bắt đầu tôi cay cú lên, phản bác lên, không biết cái nào đúng cái nào sai, cái nào cần phải im lặng, cái gì là lợi ích quốc gia dân tộc trên hết. Không có, không, họ không, họ đặt cái tôi của họ quá lớn. Thôi thì mình cũng phải làm công chuyện đây, mình xin dừng like đây, có cơ hội mình sẽ chia sẻ tiếp. Xin chào quý bạn, xin các bạn trong diễn đàn. Bye 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 bye.